mọi người ơi, hôm nay Quỳnh sẽ giới thiệu những cái loại mai cúc, mai dạo đồng giá 80.000, 70.000 cho cả nhà mình xem nha. Và cả nhà mình thích cái loại nào hoặc là thiếu loại nào thì cả nhà mình hãy sưu tầm ạ. Và rồi nha cả nhà, đầu tiên là cái cúc 2 tầng bông đội bông, hay còn gọi là cúc 2 tầng hoàng hậu nha cả nhà. Thì loại này bây giờ nó cao cũng tầm khoảng cỡ 35-40cm cả nhà. Ghe có quấn rễ như thế này ha. À, và 80.000 một cây nha cả nhà. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi một loại tiếp theo nữa đó là hoàng hậu. Hoàng hậu cũng 80.000 một cây luôn nha cả nhà. Đây hoàng hậu nè, 80.000 một cây. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi một loại nữa nha cả nhà, đó là cúc bi. Cúc bi đây cả nhà, cúc bi nè, cúc bi bông chùm. À, cúc bi bông chùm ha. Cái cuốn rễ thế này về chúng ta cũng lấy bo được. 80.000 một cây nha cả nhà. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển ha. Rồi một loại nữa nha, đó là cúc Tân Châu 24-36 cánh. À, loại này nó cao thường thuộc luôn cả nhà. Cái này về chúng ta lấy bo được nè. Cốt cành đồ nó cũng khá là cứng cáp. Cây này hình như liền cốt luôn nè cả nhà. Đó, 80.000 một cây thôi, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Còn cây này nè, trời ơi nó dài thường thuộc luôn. Cả nhà về cả nhà lấy bo rất là nhiều luôn á. 80.000 một cây ha. Rồi em tiếp nữa là một loại đó là cúc VIP nha cả nhà. Cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ á. Cúc tri kỷ cả nhà. Loại này thì chị cũng chỉ có 80.000 luôn. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. 10 cây em tặng một. Và loại này nếu chúng ta đóng vào mai phôi nó cực kỳ VIP nha cả nhà. À, và nó một hoa nở phùng. Rồi một loại nữa nha, cúc đọt đỏ. Cúc đọt đỏ, cái đọt nó đỏ cả nhà, cao 40-45cm, gốc quấn rễ đẹp đẹp không luôn. Đây đó, 80.000 một cây cả nhà. 3 cây em bao phí vận chuyển, 10 cây em tặng một. Rồi đây là cúc đọt xanh. Cúc đọt xanh nha cả nhà. Cúc đọt xanh nè, 80.000 một cây luôn. 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. À, đây cả nhà, cúc đọt xanh ha. Rồi một loại nữa nha cả nhà, đó là cúc tư long nha. Cúc tư long thì Huỳnh có loại này nè. Loại ngắn nhỏ thì 70.000 một cây ha. Đó, 70.000 một cây nha cả nhà. Còn nếu như ai lấy nó cao kết xù luôn. Đây, nó cao thường thuộc như thế này ha. Và gốc đẹp thì 100.000 một cây nha cả nhà. Ví dụ những cây này nè là 100.000 một cây. Đó. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Rồi nếu như cả nhà mình chán cái màu vàng rồi và chuyển sang cái màu cam á, thì có cúc cam nha cả nhà. À, cho khu vườn mình nó thêm sinh động nha. Cúc cam loại này thì 100.000 một cây cả nhà. Cái thân của nó liền cốt ha. 100.000 một cây tùm nhắm. Còn nếu như cả nhà mình thích trái bí, thích trái bí như thế này thì 90.000 một cây ha. Trái bí cao cũng tầm 35-36cm, 4 tấc luôn á cả nhà. Trái bí nè, 90.000 một cây ha cả nhà. Đó, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Còn nếu như cả nhà chỉ cần là lấy bo thôi, lấy bo thôi thì giá cũng 80.000. Đó, 80.000 một cây, 3 cây em bao phí vận chuyển cho mình. Đó, chỉ cần lấy bo thôi ha. Rồi, và một cái loại nữa đó là cúc không nhị hoàng huyết long. Cúc không nhị hoàng huyết long á thì nó không có nhị cả nhà, và loại này thì khá là đẹp và có mặt hoa luôn. 80.000 một cây cả nhà, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển nha. Nó dài hường thuộc luôn á, nó khoảng cỡ cũng 4 tấc á nha cả nhà. Và những cái loại này chúng ta lấy bo được hết. Đây. Cây rất là khỏe ha. Thì Huỳnh thì Huỳnh vẫn ship hàng bằng Vietnam Post nha cả nhà. Thì thời gian này thì nói chung là khách cứ alo cho Huỳnh thì em cũng vẫn ship hàng được bình thường. Đó, chúng ta ở nhà chúng ta buồn buồn chúng ta chăm hoặc chúng ta ghép ha. Rồi. Thì đây là cúc không nhị hoàng huyết long nha cả nhà. Đó. Rồi đây là 80.000 một cây luôn. 3 cây em bao phí vận chuyển cho mình. Rồi bên đây Quỳnh có thọ hương. Thọ hương này chỉ có 70.000 nè cả nhà. 70.000 à. Đó. Thì nó cao cũng cỡ 20 khoảng cỡ 35cm cả nhà. Nếu mà cả nhà thích trái cây nó bự hơn á, trái bí này á thì hoặc là bí nửa bên này kia á thì 125.000 một cây ở nhà một cặp để em sẽ bao phí vận chuyển ha. Còn nếu như cả nhà mình thích cái cúc mà nó áp áp á là cúc 150 cánh, nó rất là nhiều cánh cả nhà, thì loại này cũng chỉ có 80.000 một cây ha. Ai lấy 3 cây thì em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình nha. Tất cả đều rất là cứng cáp và đã có bo lấy được rồi.
Đó, nó rất là già cây, cả nhà nhìn nó rất là khỏe và xanh tốt ha. Đều cái đế đều là xử lý đế hết, đế đẹp, đế đẹp nha cả nhà. À, để nó mô mô ở nhà không có thấy thôi chứ đế rất là đẹp, đế quái không luôn á. Rồi 80.000 một cây, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Và rồi thì đây là đồng loạt những cái loại là nãy giờ là Huỳnh giới thiệu là 80-70 đó. Thì cả nhà mình thích loại nào thì alo cho em nha. Rồi một loại nữa nha cả nhà, một loại nữa nè là giảo tự sắn. Giảo tự sắn thì loại này chỉ có 80.000 một cây thôi, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình ha. 10 cây em tặng 1. Rồi bên đây em có bạch mai thái. Bạch mai thái, bạch mai à, bạch mai thái nè. Đó. Rồi bạch mai này, bạch mai tân tân nè. À 80, bạch mai thái là 100. Còn bạch mai miếng điện là 80 luôn ha cả nhà. Đó, 80. Rồi đại lộc luôn. Đại lộc thì Quỳnh có là 70. Đại lộc 70 nè cả nhà, cao thường thuộc luôn á. Rồi đại lộc này đầu 80 nè. 80.000 một cây nè. 3-4 cây là em Huỳnh đã bao phí vận chuyển cho mình rồi. Nó đang rất là tốt luôn nè cả nhà. Rồi ngoài ra thì có đây, lá ngọc cành vàng nè cả nhà, cũng 80 luôn. Bây giờ Quỳnh liệt kê những cái loại 80 để cả nhà mình có thể dễ nhớ ha. Rồi cúc kem. À Quỳnh xin lỗi, giảo kem. Giảo kem nha, gốc đẹp nha cả nhà. Rồi giảo kem 80. 80 luôn nha cả nhà. Đó, giảo đọt đỏ luôn, cái đọt của nó đỏ rực luôn, đây nha, cao vườn thượng luôn, 80 luôn nha cả nhà, cả nhà 80 luôn nha, 3 cây em còn 3 phần chuyển, rễ của nó nè cả nhà, rễ rất là đẹp, cả nhà nhìn nè, cây nó xanh mà rất là tốt luôn, này về chúng ta lấy bo nha, rồi cũng 80.000 một cây luôn, 3 cây em còn 3 phí vận chuyển cho mình ha, rồi bên đây, à giảo nhung nha cả nhà. Giảo nhung Quỳnh tỷ 80 luôn. À giảo nhung này thì 70 nha cả nhà, 70.000 một cây thôi, 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển giảo nhung. Còn nếu như cả nhà mình thích Quỳnh tỷ thì Quỳnh tỷ 80 ha. Quỳnh tỷ 80.000 một cây, 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển cho mình. Và rồi khách thân mến thì nãy giờ Quỳnh liệt kê mấy cái loại là 70-80 và cả nhà thích loại nào thì alo cho em nha. Và rồi thì Quỳnh sẽ liệt kê những cái loại khác nữa nha cả nhà. Đây đây có một cái bông hoa cúc không nhị hoàng huyết long, Quỳnh muốn cho cả nhà mình xem. Đây cả nhà, wow rất là đẹp luôn ha. Thì đây là nó không có nhị đỏ nè cả nhà, với lại á, là cái cánh hoa lúc nào nó cũng sáng rực như thế này nè, nó nhiều cánh nó phùng, nó không có bị dập bầm cái bông đó, rất là đẹp. Rồi thì Huỳnh mến chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà với cái video sau sẽ giới thiệu những cái loại mà còn thiếu ha. Rồi em Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại.